Về Phật giáo các quý vị, chúng ta thấy rằng ở ngoài đời á, hay cũng như ở trong Phật giáo, một số người không hiểu biết, họ cứ cho rằng tháng 7 này là tháng cô hồn. Mà gọi là tháng cô hồn đó thì làm cái gì cũng không may mắn, làm cái gì cũng không tốt. Họ cho là tháng cô hồn. Vì tháng này họ cho là tháng gì? Tháng gọi là tháng cô hồn, họ cho là tháng xá tội vong nhân. Cái tháng này tháng xá tội vong nhân. Ví dụ ở thế gian chúng ta thì gọi là trong cái ngày Việt Nam chúng ta gọi là ngày lễ quốc khánh đó, thì thường là ngày đó sẽ chủ tịch nước sẽ đại diện cho gì? Đảng, nhà nước, chính phủ vân vân để ký một cái lệnh gọi là cái lệnh gì ạ? Lệnh ân xá, đúng không? Lệnh ân xá. Tức là những cái tội nhân đáng họ tội 15 năm thì họ đi tù mới được 10 năm hay là 7, 8 năm, 9 năm chẳng hạn. Nhưng mà ở trong khi họ chấp hành rất là tốt thì bây giờ ân xá cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời. Đấy gọi là ký lệnh ân xá. Hay gọi là đặc xá, gọi là ân xá. Đấy thì đối với Phật giáo chúng ta, sở dĩ mà vì sao mà cái tháng 7 này gọi là tháng này, họ gọi là tháng xá tội vong nhân hay là tháng cô hồn theo như thế gian của họ. Xá tội vong nhân thế này, tức là cái tháng này là chư tăng trong 3 tháng an cư đem công đức hành trì lễ niệm, trì trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, sam thiền trì chú vân vân của mình để hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chính mình, đồng thời cũng hồi hướng công đức cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của các tín đồ Phật tử và những người dân thiện nam tín nữ đến chùa để làm sớ lễ Phật cầu chư tăng chú nguyện cho vân vân. Nôm na là như thế để cho chúng ta dễ hiểu. Vì vậy mà theo thế quan niệm của thế gian, họ nghĩ rằng ở dưới các cánh cổng ở địa ngục này là mở ra để xá tội cho các vong này, là đã biết ăn năn sám hối trong nhiều đời nhiều kiếp nhiều năm tháng ngày ở trong địa ngục là ăn năn hối cải rồi, bây giờ lại được người thân ở trên dương thế này sắm sửa thanh bông hoa quả tịnh vật tịnh lễ những vật dụng cần dùng vân vân, làm chùa tô tượng đúc chuông rồi phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường trai tăng vân vân đó, noi gương theo tấm gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên đó, để làm những việc tốt đấy để hồi hướng cho ông bà cha mẹ thông thân quyến thuộc nội ngoại ông bà ông vải tổ tiên cửu huyền thất tổ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ cao cao tầng tổ khảo cao cao tầng tổ tỷ ba thúc huynh đệ cô di tỷ muội á thân liệt thích đẳng chư hương hồn đấy. Cho nên là trong cái dịp này tháng 7 này là các vong được thả ra rất nhiều, từ trong địa ngục được thả ra rất nhiều. Mà thả ra như vậy thì các vong họ thì họ cứ phảng phất, nhưng có nhiều vong nó phảng phất đầu đường xó chợ vân vân đó. Nếu chúng ta mà không khéo mà làm ăn cái gì thì không khéo thì bị nó cướp hay là nó gì gì đó, cho nên không may mắn. Đại khái là thế gian họ nghĩ theo cái cách hiểu của họ như vậy, cho nên họ mới gọi là cái tháng 7 là tháng cô hồn. Rồi họ gọi là nữa là cái tháng 7 là tháng gì? Là cái tháng gọi là xá tội vong nhân, đặc biệt là vào cái ngày rằm tháng 7 gọi là ngày xá tội vong nhân. Tức là cái ngày mà chư tăng làm lễ tự tứ và đem công đức tu hành 3 tháng của mình để chú nguyện cho đồng loạt chư tăng ở khắp cõi Sa Bà này, cõi Nam Thiện Bộ Châu này đều hồi hướng và chú nguyện cho. Thì cho nên công đức rất lớn, vì vậy mà có vô số những vong linh, những oan hồn uổng tử cũng như là các tội đồ, tội nhân ở trong các nẻo địa ngục và ngạ quỷ cũng như là súc sinh được siêu thoát. Cho nên ngày đó gọi là ngày xá tội vong nhân. Giống như mình vào cái dịp ngày đại lễ vui vẻ nhất, vui mừng nhất của quốc gia, đó là ngày quốc khánh. Thì có thể trước đó mấy ngày hoặc mấy tuần gì đó thì
Chủ tịch nước đã làm ký cái văn bản gọi là ân xá rồi, hay là đặc xá, mình gọi là ân xá đó. Để cho các tù nhân mà ăn năn hối cải được hết, được mãn hạn tù ở trước thời hạn mà tòa án xử phạt đó, pháp luật xử phạt trước đây đó. Đấy, cho nên đấy chúng ta mới thế. Quan điểm của thế gian thì họ cho rằng ngày lễ này nó như thế đấy, tháng này nó như thế đấy, cho nên nhiều vong linh được ra khỏi lao ngục lắm, cho nên mọi người làm cái gì cũng phải cẩn thận, làm ăn buôn bán thì phải cẩn thận, không có là thua lỗ. Chính vì cái quan niệm đó cho nên người dân thì chúng ta mới không dám làm ăn buôn bán vào cái tháng này, làm nhà cưới vợ cho con cho cái vân vân, buôn bán làm ăn chuyện lớn là cũng đều không dám làm. Vì vậy mà cho nên chúng ta thấy cái tháng này tự nhiên nó chứng lại, những người làm việc lớn là gần như họ không dám làm, họ chứng lại. Người này dỉ tay người nọ bảo người kia, cho nên là mọi người thôi thì chả làm nữa, thôi sang tháng để cho qua tháng 7, tháng 8 mới làm, vân vân kiểu thế. Mà quan niệm của người xưa chúng ta còn gọi là tháng này là tháng ngâu, tháng 7 là tháng ngâu nữa, cho nên là tiết tháng 7 mưa ngâu sùi sụt mà. Nó buồn lắm, nó ảo não. Bây giờ chúng ta thấy thời tiết nó thay đổi rồi, nó khác cái còn ngày xưa khi chúng tôi còn bé bé. Đúng vào trong cái dịp này nó cứ mưa ngâu, nó cứ mưa, mưa dầm mưa dề, có khi mưa cả tuần, mưa cả nửa tháng, mưa đến thối cả đất cả cát ra luôn. Đấy. Mưa cây cối còn gì, còn úng ngập và chết trắng đầy đồng ra luôn. Nhưng bây giờ thời tiết thì nó thay đổi cho nên nó mưa chậm hơn, cũng phải đến 2 tháng so với khoảng độ 3-40 năm trước các quý vị. Đấy. Thời tiết nó thay đổi mà. Đấy, cho nên chúng ta thấy về Phật giáo chúng ta nhé, thì cái tháng này không phải là cái tháng gọi là đen đủi đâu các quý vị ạ. Tháng 7 này không phải là tháng đen đủi, không phải là cái tháng cô hồn đem đến cái sự đen đủi đối với chúng ta. Mà chúng ta phải hiểu đúng về bản chất của Phật giáo chúng ta, đó chính là cái tháng để cho chúng ta gì? Tri ân báo ân. Tất nhiên tri ân báo ân là chúng ta, nếu là người con hiếu thảo thì tri ân báo ân trong suốt một năm 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày thì ngày nào chúng ta cũng phải tri ân báo ân, đấy mới là người con hiếu thảo. Nhưng mà chúng ta nghĩ lại xem, có mấy người con, mấy người cháu, mấy người chúng ta trong bây giờ mà ngày nào chúng ta cũng nhớ đến ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp để mà làm việc thiện để mà hồi hướng không? Ngày nào chúng ta cũng tụng kinh niệm Phật để hồi hướng hay không? Ít lắm, trừ những Phật tử, những tăng ni Phật tử thuần thành mới làm được điều đó. Còn những tăng ni, thậm chí tăng ni xuất gia còn chưa làm được điều đó, vì có những vị tăng ni có cả tháng chả được buổi lên chùa tụng kinh nào. Tôi nói thật với các quý vị đấy. Hiện tại bây giờ đấy, có những vị thân mang là tăng, trên đầu cạo tóc, mình mặc cà sa, nhưng có khi cả tháng không được một buổi lên chùa cốc cốc gõ mó tụng kinh nào, cũng không được một thời ngồi thiền nào. Thì các quý vị nghĩ xem, lấy đâu thời gian để họ cho họ nghĩ về gì ạ? Công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên. Người xuất gia còn như thế, huống chi người tại gia chúng ta. Tại gia chúng ta thì trăm công ngàn việc, cái gì cũng đổ lên đầu. Từ miếng cơm manh áo, lo cho con, cho cháu đi ăn, đi học, lo nhà, lo cửa, lo công ăn, việc làm, lo dựng vợ, gả chồng, đủ các thứ bà rằng hết các quý vị. Cho nên lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến ông bà cha mẹ để tụng kinh, để hồi hướng hay sao? Không có. Đảm bảo với các quý vị, đại đa số chúng ta không làm được điều đó trong suốt cả năm trời 12 tháng. Vì cuộc sống bon chen, vì miếng cơm manh áo, vì gia đình, sự nghiệp vân vân, chúng ta bỏ bẵng đi rất nhiều thời gian trong vòng một năm. Như thế, cái đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là gì? Là chư tăng á, thì nói theo cái hiếu hạnh của Mục Kiền Liên tôn giả, thì chúng ta thấy sau 3 tháng chư tăng an cư, tiền an cư kết hạ từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7 đó,
thì chư tăng là ngày làm lễ tự tứ đó. Thì nếu mà trong những ngày đó thì chư tăng vừa tu tập xong 3 ngày, 3 tháng an cư, công đức rất là lớn, thì chúng ta đến cúng dường trai tăng, cúng dường chư tăng để nhờ chư tăng chú nguyện cho, thì lấy cái công đức lớn đó để hồi hướng cho, giống như tôn giả Mục Kiền Liên khi xưa còn tại thế đó. Thì cho nên chúng ta mới thấy rằng vào chúng cái dịp tháng 7 này là cái lúc mà chúng ta làm cái lễ tri ân báo ân đối với ông bà cha mẹ lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp đã qua vãng, tức là đã mất rồi đó, là cái gì, là cái thời điểm thích hợp nhất, tốt nhất, phù hợp cả với gì khi Đức Phật còn tại thế dạy tôn giả Mục Kiền Liên làm, và phù hợp cả với gì điều kiện tăng ni xuất gia tu tập bây giờ. Chúng ta thấy bây giờ tăng ni thì có vị trụ trì một chùa, có vị trụ trì đến mấy ngôi chùa, cho nên công việc Phật sự đa đoan lắm. Có những vị làm việc giáo hội có khi đi suốt cả ngày này sang ngày khác, suốt ngày ngồi trên ô tô, ngồi trên máy bay để đi họp đi hành, hết đi ô tô lên máy bay lại xuống để họp, họp hành xong lại về, có vị cả tháng cứ đi như thế. Nếu như làm chức to của giáo hội thì phải đi suốt như thế, nhiều việc lắm. Năm nay Covid, năm ngoái, năm nay Covid thì không đi được nhiều, nhưng vẫn phải họp trực tuyến, vẫn phải làm những công việc của giáo hội, đại khái thế. Cho nên thời gian là để tu tập thì phải nói với các quý vị, lo đi họp, đi hành suốt ngày thì đương nhiên thời gian tu tập nó cũng ít đi. Nhưng mà 3 tháng an cư kiết hạ thì đây là cái luật, cái Đức Phật đã chế định ở trong giới kinh rồi, trong giới luật rồi. Người xuất gia bắt buộc trong 3 tháng an cư là phải tề tựu tập trung nhóm họp với nhau ở các chốn tổ đình, các chốn già lam, các trụ xứ, mình nói nôm na là ở các chùa đó, để mà cùng nhau cấm túc an cư. Tức là 3 tháng đó, cấm túc tức là gì? Là cấm túc, túc tức là chân, cấm túc tức là gì? Là ở yên một chỗ, nói nôm na là ở yên một chỗ, ở trong một chùa đấy. Hạn chế đi lại tối đa để gì? Để cùng nhau trao dồi ba nghiệp thân khẩu ý, lấy giới định tuệ để mà ôn cố chi chân. Ôn cố tức là gì? Ôn lại những cái gì mình đã học ngày xưa. Chi tân tức là biết thêm những cái mới mà mình chưa biết, cập nhật thêm về giáo lý, về giới luật của Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận đó, để phục vụ cho vấn đề tu hành của mình, mong sớm được minh tâm kiến tính thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó, ý nghĩa là 3 tháng an cư như thế thì công đức của chư tăng rất là lớn. Cho nên cái dịp này là cái dịp cho chúng ta thể hiện tốt nhất đối với người đệ tử Phật, đối với người Phật tử, hoặc là người chưa Phật tử nhưng mà chúng ta đang hướng Phật để tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên, những người thân đã khuất, sớm được sinh về cõi lành, giống như tôn giả Mục Kiền Liên vậy. Đó, cho nên đây là đối với Phật giáo thì có cái lợi rất là lớn. Chúng ta đừng có lo rằng đây là cái tháng 7 là cái tháng ngâu, rồi tháng cô hồn hay là tháng xá tội vong nhân, làm cái gì cũng thiệt, làm cái gì cũng mất. Không phải đâu. Đối với người con Phật của chúng ta, tháng 7 này chính là tháng tri ân. Tháng tri ân và báo ân. Để cho chúng ta có thời gian để suy nghĩ lại, nhớ lại, hồi tưởng lại những ngày tháng chúng ta còn bé thơ, còn lon ton chạy theo ba mẹ của chúng ta, còn giơ tay đòi quà khi thấy cha mẹ đi chợ về, còn nũng nịu khi ở bên cạnh cha mẹ khi chúng ta còn bé. Vậy mà chẳng mấy chốc cha mẹ chúng ta đã khuất bóng về với cõi âm ti địa phủ, gửi thân xác lại dưới lòng đất sâu dày, để lại một phần cơ thể của cha mẹ ở trong gì, đang chảy ở trong dòng máu và cơ thể của chúng ta. Vậy mà bao nhiêu thời gian qua chúng ta không có nhiều, không dành nhiều thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm và tri ân
báo ân với đấng hai đấng sinh thành. Giờ chúng ta mới có cái thời gian để hồi tưởng lại, để nhớ về những ký ức, những kỷ niệm mà xa xưa khi mà cha mẹ chúng ta còn là trụ thế. Cho nên theo tôi á, dần dần Phật giáo chúng ta phải đổi cái tháng 7 này là cái tháng cô hồn, phải đổi cái tên là cái tháng cô hồn, cái tháng xá tội vong nhân. Cái sáng tác xá tội vong nhân thì còn có thể được, nhưng gọi là tháng cô hồn á, tôi nghĩ rằng đây là cái cách mà thế gian họ đặt cho chúng ta thôi. Bên Nho giáo ngày xưa họ đặt cho chúng ta thôi. Còn Phật giáo chúng ta, thầy không nghĩ là Phật giáo chúng ta ngày xưa các cụ các tổ là cũng thâm sâu lắm, giáo lý các cụ cũng giỏi, mà pháp thế gian các cụ cũng giỏi, thì không có lý nào các cụ tự nhiên lại đi đặt cho một cái tên gọi là tháng này là tháng cô hồn, mà trong khi đó là đối với Phật giáo chúng ta rất quan trọng. Theo tôi thì chúng ta phải dần dần có cái suy nghĩ đúng đắn, cái hiểu đúng đắn về bản chất của cái tháng Vu Lan này. Chúng ta theo thầy thì nên gọi là cái tháng này là cái tháng tri ân và báo ân, chứ không gọi là tháng cô hồn nữa. Tháng 7 này đối với tăng ni Phật tử chúng ta, đối với những người con hiếu thảo của chúng ta, gọi là tháng tri ân và báo ân. Tri ân tức là nhớ ân, biết cái gì tới cái ân của cha mẹ để làm gì, nhớ biết để làm gì, để mà báo ân. Báo ân bằng cách gì? Bằng cách tu nhân tích đức hành thiện, để hồi hướng nương nhờ vào oai thần của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát Thánh Tăng khắp mười phương, để các ngài gia trì cho, tiếp độ cho. Cầu nguyện chư Tăng sau 3 tháng an cư hồi hướng công đức của quý ngài cho, các ngài chú nguyện cho, cầu siêu cho, để thân nhân của chúng ta cũng sớm được siêu thoát, nếu như những người đó đã khuất. Còn những người mà còn sống thì cũng được phúc báo vậy. Nếu ông bà cha mẹ chúng ta may mắn mà còn sống thì cũng được phúc báo, được trường thọ, được bình an, được mạnh khỏe và phát khởi được tín tâm với Tam Bảo, với Phật Pháp vậy. Và biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để sau khi xả bỏ báo thân không phải bị đọa vào trong 3 đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa vậy. Đó. Cho nên theo tôi, bắt đầu từ nay trở đi chúng ta nên khởi xướng với nhau. Tháng 7 này không gọi là tháng cô hồn nữa, mà gọi là tháng tri ân và báo ân của Phật giáo chúng ta. Cả năm có 12 tháng, 11 tháng chúng ta bận bịu làm ăn, tất tả tất tưởi ngược xuôi, lo miếng cơm manh áo, lo công danh sự nghiệp. Chúng ta dành một tháng này để tri ân và báo ân trọn vẹn, tức là chúng ta phải, đương nhiên là chúng ta muốn dành cả một tháng này để tri ân báo ân trọn vẹn là chúng ta phải phát nguyện ăn gì? Ăn chay. Chúng ta phát nguyện gì? Không sát sinh. Chúng ta phát nguyện gì? Phóng sinh. Phát nguyện gì? Làm các việc thiện để hồi hướng cho ông bà cha mẹ hiện đời cũng như nhiều đời nhiều kiếp, đã mất hay là còn tại thế, đều được hưởng cái công đức tốt lành, cái việc thiện mà chúng ta làm đem lại vậy. Đó. Cho nên tôi nghĩ rằng tháng này chúng ta bắt đầu từ năm nay trở đi, chúng ta sẽ gọi tháng 7 này là tháng gì? Tháng Vu Lan báo hiếu, gọi là tháng tri ân và báo ân, chứ chúng ta không gọi là tháng cô hồn nữa. Thì tôi nghĩ chắc chắn tháng cô hồn này không phải là Phật giáo chúng ta đặt tên ra từ ngày đầu đâu, mà đây chắc là một cái thế lực nào đó họ không thích Phật giáo chúng ta, họ nói và dần dần nó lâu ngày nó quen miệng thì chúng ta cứ gọi là tháng cô hồn, mà chúng ta nên gọi là tháng Vu Lan báo hiếu, hay là gọi là tháng tri ân và báo ân. Và chúng ta phải hành động thực tế, đó là gì? Bắt đầu vào từ ngày mùng 1 tháng 7 là chúng ta phát nguyện là ăn chay trường cho đến hết ngày 30 tháng 7.
hoặc là hết từ ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 cho đến hết ngày 30 tháng 7. Chúng ta bắt đầu ăn chay trường và làm tất cả các việc thiện có thể, như là bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, vân vân. Đặc biệt là chúng ta chăm chỉ tụng kinh lễ Phật, niệm Phật, làm nhiều những việc tốt ở trong Phật pháp cũng như ở ngoài đời thường, lấy công đức đó để hồi hướng cho ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ, tông thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp. Còn sống thì được bình an mạnh khỏe, trường thọ. Đã mất đó, rồi thì sớm được siêu thoát về cõi lành thiên giới, thiện giới và cõi tịnh độ mười phương chư Phật, đặc biệt là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc thế giới. Đấy mới là gì? Mới là thực sự là tháng tri ân và báo ân của tăng ni Phật tử, không chỉ Phật giáo Việt Nam của chúng ta, mà dần dần nhân rộng ra được trên Phật giáo trên toàn thế giới thì càng tốt. Cho nên thầy mong rằng bắt đầu thôi thì chúng ta cũng qua đi tuần hơn tuần rồi, hôm nay đã là mùng 9 rồi, mai là mùng 10 tháng 7 âm lịch. Bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ nói là tháng tri ân và báo ân, tháng Vu Lan là báo hiếu, nói theo cái tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kỳ Liên, và chúng ta y giáo phụng hành làm theo. Bắt đầu từ ngày mai trở đi chúng ta phát nguyện ăn chay, nếu không được cả một tháng thì một tuần, một tuần ăn chay, bắt đầu từ ngày mai cho đến hết ngày 16, 17 âm lịch, tức là chọn một tuần. Chọn một tuần là ăn chay, tụng kinh niệm Phật, không sát sinh, nhất định không sát sinh, và nhất định là phát nguyện ăn chay ít nhất được một tuần nữa để chúng ta hồi hướng. Đặc biệt trong năm nay thế giới đang gặp vào đại dịch Covid, cái đại nạn của cả thế giới, đó là đại dịch Covid đang càn quét nhân gian chúng ta, trong đó có đất nước Việt Nam. Chúng ta biết đấy là xuất phát từ căn bản nghiệp, mà nghiệp ở đây là từ nghiệp sát là căn bản. Cho nên nay chúng ta phải không đi ra đường được, đất nước chúng ta đại đa số các tỉnh thành bây giờ đang cấm đường, cấm ra ngoài theo chỉ thị 16 của chính phủ để phòng chống dịch. Cho nên chúng ta cũng không đến chùa được, cũng không đi ra ngoài để mua lễ để phóng sinh được. Thì tốt nhất bây giờ chúng ta ở nhà chúng ta phát nguyện ăn chay, tụng kinh niệm Phật trong suốt cả một tuần, bắt đầu từ ngày mai trở đi. Chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Và đến ngày 15, ngày chính lễ đó thì đạo tràng chúng ta sẽ tổ chức Pháp hội Trung Phong trực tuyến để cầu siêu cho gia tiên cửu huyền thất tổ của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân thập phương xa gần, để cùng hướng về chốn đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở chùa Khai Nguyên này, để cùng với chư tôn đức tăng ni phải làm lễ. Thì năm nay vì tình hình dịch bệnh còn đang rất phức tạp, chúng ta phải chấp hành tuyệt đối chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và nghị chỉ thị 10 và hướng dẫn công văn số 17 của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội, đó là nghiêm chỉnh chấp hành tuyệt đối trong vấn đề phòng chống dịch. Vì vậy mà thầy không cho bất cứ một ai tới chùa, cho dù là người đó là thân thiết, thân đến đâu cũng không cho vào. Đấy, các vị nhớ cho thầy, cho nên chỉ có trực tuyến thôi, các vị ở tại nhà mình, cũng không phải lên chùa để gửi lễ đâu. Vì hôm nay, tối nay thầy đã họp, đã giao cho các sư chuẩn bị hết rồi. Các sư ở ban nào, ban pháp khí, ban nghi lễ, rồi ban viết sớ, rồi ban làm cơm, tất rồi, ban làm cơm, làm cỗ đó, ban viết sớ, viết bài vị, thì đã viết một tuần nay rồi. Và hôm nay thì các sư, tất cả các sư chuyên tu ở trên chùa Tản Viên, chúng ta cũng đi thẳng về đây, không tiếp xúc với ai, cho nên việc phòng chống dịch là gần như là an toàn tuyệt đối, vì không có tiếp xúc với bất cứ một ai ở ngoài. Từ Tản Viên cũng đóng cửa tuyệt đối, đây cũng đóng cửa tuyệt đối, từ chỗ đấy ra chỗ đây giống như lấy nước của cái bình này rót là nước của bình kia, không mất đi một giọt. Thì không có ai được dừng lại để mua bán cái gì ở chợ hay làm bất cứ cái gì. Cho nên
về phòng chống dịch là chúng ta đảm bảo an toàn gần như là tuyệt đối. Thì vậy mà tối nay thầy đã họp chúng, phân hết rồi. Ai viết sớ thì vẫn từ giờ đến hôm đó viết sớ, viết bài vị. Các vong linh mà các Phật tử chúng ta có người thân vừa mới mất, mà trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày đó, thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm bài vị. Kể cả không có điều kiện, không có tiền để làm 1-2-3 mâm cơm cúng để chúng ta làm cũng được, không sao. Các vị gửi danh sách làm sớ về những cái trường hợp mà các vong mà mất còn trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày. Các vị cứ gửi cái yêu cầu đánh đậm nó lên, là nhờ nhà chùa làm cho cái bài vị cầu siêu cho cái vong A, vong B này của nhà con. Thế là các sư thầy giao cho rồi, các sư là phải làm. Thế chúng ta cũng không cứ là phải làm bài vị là phải cúng 1-2-3 mâm cơm, không quan trọng. Nếu có điều kiện chúng ta cúng thì là tốt nhất, cúng một mâm cúng Phật, một mâm cúng tổ, một mâm cúng vong thì thành tâm là tốt nhất. Mà không có thì chúng ta cũng không sao. Đấy, cứ ghi những cái vong đó chúng ta cứ đánh đậm nó lên và ghi chú vào dưới là nhờ ghi đánh mở mặc đơn, sau đó là nhờ nhà chùa làm cái bài vị cho vong A, vong B này để cầu siêu, vì cái vong này là trong vòng 49 ngày hoặc 100 ngày trở lại thì làm được. Còn các vong khác thì làm sớ phả độ gia tiên là được rồi. Hai bên ông bà nội ngoại, vong linh hai họ bên nội ngoại, rồi bên nội hai họ, bên ngoại hai họ, là bốn họ đó, gọi là bốn họ đều được cả. Viết sớ thì đã có một đội viết sớ chuyên rồi. Năm nay các sư, năm nay không cho Phật tử vào chùa cho nên thầy cho các sư viết sớ với một vài Phật tử ở thường trực ở trong này, không đi ra đi vào trước lệnh giãn cách, thì các Phật tử thường trực ở đây cho nên cũng tham gia viết sớ được, những người viết quen rồi. Cho nên về sớ sách để làm danh sách để cầu siêu ở xa, ở tận bên Mỹ, ở tận bên Úc, còn Canada họ còn gửi về cơ mà các vị. Tận trong miền Nam, ở tận trong Tây Nguyên, ở tận trong An Giang, rồi Kon Tum thì họ còn gửi về đây được cơ mà. Điện Biên, Lai Châu họ còn gửi về. Ở bên Trung Quốc, ở bên Đài Loan là quốc gia theo Phật giáo mà họ còn gửi về đây. đấy cũng là cái có thể nói là cái niềm tin của các Phật tử ấy, mặc dù ở xa nhưng mà thì họ có niềm tin vào đạo tràng chúng ta và tăng ni vào Phật tử đạo tràng chúng ta, cho nên họ gửi về để nhờ chúng ta các sư ở đây là hồi hướng trợ duyên cho, thì chúng ta cũng phải làm cho nó cẩn thận. Thầy cũng đã dặn các sư rồi. Còn cái đội sắp lễ thì thầy cũng đã dặn rồi, các Phật tử yên tâm. Thầy lúc nãy đã dặn là kể cả các Phật tử không đến đây, không một ai được đến đây, chúng ta cũng phải sắp lễ cho đầy đủ. Thậm chí năm ngoái là sắp lễ sắp hết, hôm rồi thì bảo là năm ngoái sắp lễ, ví dụ như năm ngoái mua hết 30 triệu tiền lễ thì năm nay phải mua đến 50 triệu tiền lễ hoặc 60 triệu tiền lễ, phải mua gấp đôi lên. Vì con cháu các cụ không lên được, con cháu các cụ lên được thì các cụ còn tự đi ra mua để cúng thêm vào trong đàn lễ, cho nên chúng ta thấy cái lễ cúng là đầy ra. Nhưng vì con cháu năm nay không lên được thì phải sắm cho nó gấp đôi lên. Để các cụ đi về lại nhìn thấy chúng ta có điều kiện, con cháu họ gửi mua lễ mà chúng ta không mua lễ, chúng ta lại chỉ mua có một chút xíu thôi á, mua vài triệu, 2-3 triệu thôi á, là chúng ta bị phải cái tội gọi là gian dối, cái tội là bỏn sẻn. Là chúng ta là người mắc tội đầu tiên với các tín đồ Phật tử và mắc tội với các chân linh của gia đình các Phật tử, và mắc tội với gì? Với Phật, với Bồ Tát nữa, chư Phật Bồ Tát, thì chúng ta là gian dối là không được. Các Phật tử yên tâm, thầy đã giao cho các sư lo cái lễ cho nó đàng hoàng rồi. Cơm nước cũng thế, cũng giao lúc nãy là giao cho 10-20 người để lo làm cơm nước, để chuyên cơm nước, để lo cái phần cơm để cúng rồi. Cho nên các Phật tử yên tâm, lúc nãy thầy nói đùa mà lần này làm cơm cúng mà các Phật tử không đến để ăn được thì các sư cứ mỗi người là ngồi một mâm cơm. Các sư, các Phật tử cúng xong thì chẳng nhẽ là đem bỏ à?
Thôi thì các sư các Phật tử thầy nói đùa là trêu là mỗi người một mâm cơm phải ăn hết. Bỏ đi nó phí là phải tội. Không biết làm kiểu gì đây. Mấy trăm mâm, có 300, 400, 500 mâm 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 cơm các Phật tử đặt thầm thì có khi còn nhiều hơn. Thế thì làm kiểu gì? Đấy. Cho nên cái này cũng phải suy nghĩ đây. Mà khi làm cơm ra thì chúng ta Phật tử đến dự có 5-7 nghìn, chục nghìn Phật tử đến lễ. Thì gia đình chúng ta làm 3 mâm á, chúng ta lên không đủ, chúng ta ăn một mâm, còn 2 mâm chúng ta đem cúng dường các Phật tử đồng tu để các Phật tử ăn cho. Lần này thì thế nào? Chẳng nhẽ cúng xong đem đổ à? Đem đổ ra ao thì cá nó ăn cái đồ đó, sợ nó ăn phải mỡ, nó bị bệnh, nó chết thì lại khổ, lại mắc tội ra. Đem cho hàng xóm thì cũng không cho được, vì đang giãn cách xã hội, không nhà ai tiếp xúc nhà ai được. Đấy, các sư thì ngồi một người một mâm, thì bây giờ hiện tại các sư ở đây có 60 người, thì một số vị ra đi ở chùa trông nom các chùa khác rồi, ở đây còn khoảng 50 người và khoảng độ 20 Phật tử là 70 người. 70 người thì ăn được hết có 70 mâm thôi các quý vị, mỗi người một mâm ăn hết có 70 mâm thôi. Đấy, mà đến 400-500 mâm cỗ, thậm chí còn nhiều hơn. Vậy thì làm thế nào? Đây cũng là một bài toán khó đây. Thầy nghĩ thế này, có thể hợp lý này. Cái tiền các Phật tử mà thành tâm là cúng mỗi ngày 3 mâm, cúng một ngày cúng là 3 mâm cơm ấy. Thầy nghĩ rằng chúng ta cúng 3 mâm cơm thì hình như là đâu 200-300 nghìn một mâm gì đấy, thầy lâu lâu rồi cũng chẳng biết, hình như 300 nghìn hay sao đúng không? Đó, có Phật tử xin 3 mâm cúng cả 1 triệu, có Phật tử cúng một mâm 300 hay 500 gì đó. Thầy cứ thấy cứ thế nhắn tin tuyệt tuyệt, thì thầy đây không có thời gian để đọc nhiều, giao cho các sư cô phụ trách cái đó. Thỉnh thoảng nó trả lời một vài người thôi. Thế thầy theo thầy ấy, thì đấy, mọi khi ấy, pháp hội thì đông người thì làm ra để cúng xong để tán lộc cho mọi người ấy. Thụ ấy, thì nó không bị lãng phí, nó không bị bỏ đi như vậy, nó vật thực mà, ngọc thực mà, chúng ta mà lãng phí mà bỏ đi một cái cháy như thế là nguy hiểm lắm. Cho nên thì thầy nghĩ rằng chắc chỉ tháp ấy, ở trên tháp thì có 9 tầng, thì mỗi tầng cũng 6 mâm. Mỗi tầng cũng 6 mâm, tức là nó có 4 4 cạnh đấy. 4 cạnh đấy thì mỗi một cạnh là đặt một mâm. Vậy thì mỗi tầng 6 mâm. 6 9 thì 54 mâm là hết rồi, đúng không? Để trong tháp. Đây là cũng hết ở trong tháp đấy, các tầng thì đặt được 6 9 54 mâm. Và cũng hết tất cả các ban, từ Tam Bảo cho đến Đại Tượng, cho đến nhà vong, cho đến nhà tổ, nhà thất, thầy và trong nhà pháp hội và các mâm ở dưới mâm cỗ. Thì thầy nghĩ rằng chắc khoảng 2 đến 300 mâm là gì? Đã là còn không biết bày vào đâu rồi. Mà bày xong á thì cúng xong á, các cụ chúng ta biết rồi, cúng Phật, cúng tổ, cúng các vong thì gọi là ăn hương ăn hoa rồi, gọi là như kinh Địa Tạng nói là nhìn bằng mắt, là ngửi bằng bằng hương thôi, chứng cái tấm lòng của con cháu và của chư tăng chú nguyện và nương và thần lực gia trì của chư Phật mà được thụ hưởng thôi đó. Thế bây giờ chúng ta làm ra hết như vậy không có ai hưởng thì nguy. Các sư thì mỗi người một mâm cũng không hết các vị, 7 người, có 70 người, cả sư cả Phật tử. Nếu ăn cả 3 bữa thì mỗi người một mâm thì mới có hết, thì mới có hết 210 mâm thôi. Đấy là ăn cả 3 bữa. Đấy, đây là cúng xong thụ lộc cả 3 bữa là mới có hết 210 mâm, mà là mỗi người một mâm một bữa đấy. Đấy, thì bây giờ làm kiểu gì? Thì tôi theo thầy thế này. Cúng việc cúng dường ạ, tâm phúc, thì thầy nghĩ rằng chúng ta chỉ làm đủ tất cả các ban, mỗi ban một mâm, và ở dưới ban cũng thần linh cũng vong nữa, vài chục mâm nữa,
khoảng độ tầm 200 mâm. Còn lại thì cái số mà chúng ta cúng có khi phải lên hàng nghìn mâm cơm. Thì cái số còn lại thì nghĩ là bây giờ nhân dân chúng ta đang trong cái dịch Covid này đang rất cần gạo, cần mì, cần mắm muối, dầu rán rồi thức ăn để sống qua ngày, đoạn tháng cái lúc khó khăn này. Thì hôm qua thầy nói chuyện với bác chủ tịch huyện Lương Sơn là quê hương của thầy ấy. Bác nói rằng trên địa bàn của huyện trong cái đợt giãn cách này có rất nhiều bà con cần được hỗ trợ trong một thời gian nhất định này. Ví dụ như là ngay như là cái khu công nghiệp Lương Sơn là ước tính là khoảng 5.000 người, 5.000 công nhân mất việc, không về quê được, ở lại cũng không sản xuất được. Mà cho nên họ rất khó khăn trong vòng tháng hơn tháng này rồi. Mà thậm chí bác nói là có những trường hợp phải đi vay mượn nhau, vay tạm nhau vài gói mì để xem chờ tiền ở quê gửi xuống hay không. Mà ở quê chúng ta biết những người đi làm công nhân đại đa số nhà rất là nghèo, khó khăn. Thực tế là như thế các quý vị. Họ khó khăn họ mới đi làm công nhân như thế. Tháng nào thì được khoảng 4-5 triệu thì gửi về quê, họ chỉ để lại 1-2 triệu vừa tiền nhà, vừa tiền điện thoại, vừa tiền ăn uống thôi. Gửi về nhà 70-70%, còn là họ giữ lại tí thôi. Tháng nào hết tháng đấy. Thậm chí mà ốm đau bệnh tật là còn phải vay mượn người, bạn bè người khác nữa. Thế nhưng mà bây giờ gặp lúc hoàn cảnh khó khăn như thế này. Vì huyện Lương Sơn giáp thành phố Hà Nội, cho nên Ủy ban tỉnh Hòa Bình cũng chỉ đạo thành phố Hà Nội chống dịch ở mức độ như thế nào, thì huyện Lương Sơn của tỉnh Hòa Bình cũng chống dịch ở mức độ cao như Hà Nội của chúng ta. Vì hai giữa huyện Lương Sơn, địa danh của huyện Lương Sơn và thành phố Hà Nội chúng ta là giáp danh nhau, bên này đường, bên ngoài, bên trong đường, bên ngoài đường mà thôi. Mà thậm chí là sông sen kẽ với nhau luôn. Trong cái nỗi chỗ giáp danh ấy. Vì vậy mà Hà Nội chúng ta thực hiện chỉ thị 16 của chính phủ, ngày nào thì huyện Lương Sơn, Hòa Bình cũng ngày đấy. Cho nên hôm qua bác nói là khó khăn lắm. Đấy là nguyên cái những cái các đối tượng là công nhân ở các tỉnh xa và các huyện xa, xã xa đến làm ở huyện Lương Sơn. Bây giờ khoảng 5.000 người đang không có công ăn việc làm, đang phải sống giặt dẹo chờ qua cái giãn cách này xem dịch bệnh có thuyên giảm hay không, họ có quay lại làm việc được tiếp hay không. Họ đang còn chờ như vậy. Về thì phải bị cách ly 21 ngày. Mà địa phương của họ thì cũng khuyến cáo là không nên về, vì sợ không may nếu mà bị dính F0 một cái thì lại lây lan cho người nhà thì lại khổ. Cho nên họ đành phải ở lại. Đó. Khổ 100 triệu. Đây là bác nói về công nhân. Còn nói về các hộ nghèo và cận nghèo và những trường hợp mà đi làm nghề tự do như thợ xây hay là làm thuê vân vân đó, mất việc cũng 2-3 tháng này rồi. Từ dịp 30 tháng 4 đến nay là không có việc rồi. Mà đặc biệt khoảng một tháng nay là tuyệt đối là không làm được cái gì rồi. Gia đình khó khăn vô cùng. Bác dự kiến là phải đến mấy chục ngàn người như thế, chứ không phải là 5-7 ngàn người, chục ngàn người đâu. Đấy. Thế bác nói là hôm qua Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy Hòa Bình mới gửi nóng cho được 50 tấn gạo chưa sấm vào đâu, như nước, như muối bỏ bể thôi các quý vị. Bác bảo là hồi đầu năm cách ly cái đợt dịch thứ 3 lần đầu năm phát cái ATM gạo, mỗi một người đến lấy có 2 cân thôi, mà phát trong buổi sáng hết 60 tấn gạo, còn không có gạo nữa mà phát. Chúng ta thấy cái nhu cầu của bà con cần hỗ trợ thực sự là rất cần. Còn bây giờ mà gì, bà con thì rất cần, mà chúng ta thì lại phung phí, đem cúng xong mỗi người một mâm cơm, ăn không hết, đem đổ bỏ đi nó phí. Thế theo thầy thì nếu các Phật tử chúng ta hoan hỷ đồng ý, công đức thì vẫn được như nhau, thậm chí là còn được nhiều hơn nữa cơ. Đó là làm đủ tất cả các ban, mỗi ban một mâm. Ngoài tháp thì 69-54 mâm là hết kịch, không còn chỗ để nào mà bày nữa. Các ban Phật, ban tổ, ban vong, mỗi ban một mâm đầy đủ hết để thành tâm. Như vậy thì tính ra nó cũng chỉ khoảng độ tầm hơn 100 mâm, 200 mâm là cùng thôi.
rồi kể cả cúng cả dây ban nữa. Đó. Như thế cũng đã là nhiều lắm rồi. Vì chỉ có 70 thầy trò tăng ni Phật tử ở trong chùa thôi thì mỗi người một mâm ăn thì cũng không thể hết được các quý vị ạ. Đó. Thế cho nên theo thầy thì cái mà các Phật tử chúng ta phát tâm đó thì thầy chuyển sang gì? Mua gạo, mua mì tôm, mua bột ngọt, bột canh đó, để hỗ trợ gấp cho gì? Cho bà con, rồi cho những công nhân nghèo ở huyện Lương Sơn mà họ đang phải cách ly Covid lần này. Vì Hà Nội chúng ta có chính sách là Hà Nội thì là thủ đô, cho nên điều kiện kinh tế là khá giả hơn. Vì vậy mà những người nghèo, những người mất việc được thành phố đang lên phương án là gì? Trợ cấp một lần đầu rồi, bây giờ lại tiếp tục lần thứ hai. Còn trong Lương Sơn chưa có cái gì cả. Hòa Bình là một tỉnh miền núi, tỉnh rất là nghèo. Quê hương của thầy đấy, huyện của thầy đấy, thầy biết mà, nghèo lắm. Bây giờ còn khá khá chứ. Nhưng mà cũng so với mặt bằng với người ngoài Hà Nội chúng ta thì còn kém xa. Đặc biệt lúc khó khăn như thế này, vất vả. Cho nên thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ và cảm thông với thầy, với bà con chúng ta, với người dân chúng ta. Chúng ta chuyển cái ví dụ ba mâm cơm cúng đó, chúng ta làm một mâm, thành tâm một mâm đó là đủ thừa thãi ra rồi. Còn cái hai mâm đó thì dành để đong gạo, mua mì tôm và mua nhu yếu phẩm như là dầu, như là mì chính, như là bột ngọt, là muối để hỗ trợ cho bà con ở cái nơi thực sự cần đấy. Hôm qua bác chủ tịch huyện bác bảo thực sự cần thầy ạ. Tỉnh mới tạm cấp cho có 50 tấn gạo nhưng muối bỏ bể chứ ăn thua gì đâu. Và hôm qua thầy nghe bác nói như thế, thầy cũng quyết định luôn là với các Phật tử chúng ta là đạo tràng chúng ta phát tâm 20 tấn gạo, 10.000 gói bột ngọt và 1.000 thùng mì tôm. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cũng chưa sấm gì. 60 tấn gạo mà cấp trong phát cho mỗi người có 2 cân mà có một buổi sáng mà hết trong cái lần trước. Bây giờ 50 tấn của tỉnh và 20 tấn của chúng ta mới có 70 tấn và các doanh nghiệp nữa áng áng là khoảng 100 tấn, ăn thua gì, phát trong một ngày là hết. Mà một ngày có 2-3 cân gạo thì ăn được một người thì cứ cho là ăn được một tuần, hơn tuần là hết. Mà điều này thì chúng ta ít nhất phải trợ cấp cũng phải đến nửa tháng hoặc một tháng thì họ mới ổn định lại được với cái tình hình như thế này. Cho nên thôi thì thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ cứu người nhưng cứu lửa cháy ở trên đầu. Đây là cái tính nhân văn và thể hiện cái lòng từ bi và trí tuệ của Phật giáo chúng ta, của người đệ tử Phật chúng ta, của đồng bào chúng ta. Đó là cái tính tương thân tương ái. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hay là bầu ơi thương lấy bí cùng trong cái lúc này đây. Thầy nghĩ như vậy là tốt hơn. Còn cái vấn đề chúng ta để mua phóng sinh, thầy cũng nghĩ rằng phóng sinh bây giờ cũng không đi mua được, cũng không chở được về. Mà bây giờ thầy nghĩ rằng đấy, cứu người cũng là công đức, là cứu sinh. Phóng sinh cũng là cứu sinh, mà cứu người cũng là cứu sinh. Và cứu người thì công đức còn lớn là gấp hàng trăm nghìn lần. Cho nên thầy nghĩ rằng cái đó thì nên chuyển thành như vậy. Cái đàn lễ thì cũng cái lễ để cúng cho các cụ chúng ta là thoải mái vô tư luôn. Thì nhưng chúng ta không nên lãng phí nhiều quá. Ví dụ làm hết ra cả ba mâm cơm thì thầy nghĩ rằng quá lãng phí, vì không có người ăn, không có người ăn sau khi cúng xong á. Còn trong khi đó bà con chúng ta thì lại thiếu thốn rất nhiều. Thế các Phật tử hoan hỷ nhé, hoan hỷ không? Nếu hoan hỷ thì chúng ta chắp tay niệm Phật ba biến để coi như là các vị chứng minh và bằng lòng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vâng, xin tri ân các Phật tử. Đấy, chúng ta thấy cái ý nghĩa Vu Lan đối với Phật giáo chúng ta là như thế đấy, để tri ân và báo ân. Tri ân và báo ân không chỉ với ông bà cha mẹ một đời một kiếp mà còn phải nhiều đời nhiều kiếp nữa. Đó.
Còn đối với xã hội có lợi ích không? Có lợi ích. Rất có lợi ích. Chúng ta hướng thiện cho mọi người. Chúng ta đem lại cái niềm tin và hướng dẫn cho xã hội biết tri ân và báo ân những đấng sinh thành, cúc dục nuôi dưỡng chúng ta. Hướng cho xã hội biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Đây là việc tốt, việc cực kỳ tốt chứ không phải là việc tốt vừa vừa nữa. Đó. Cho nên chúng ta thấy đối với Phật giáo nói riêng cũng như toàn xã hội nói chung, cái đại lễ Vu Lan báo hiếu tri ân và báo ân này cực kỳ là gì? Là lợi ích. Chúng ta nên duy trì và nên phát huy càng sâu rộng càng tốt, càng thiết thực càng hay. Đó. Ví dụ như chúng ta rất uyển chuyển, ví dụ như thầy mới nói lúc nãy mà làm cơm cúng ra mà không có người thụ lộc như năm nay chẳng hạn, bỏ nó phí đi. Thì chúng ta chuyển sang đông gạo, chuyển sang mua mì tôm, chuyển sang mua mắm, mua muối, mua dầu, mua thức ăn để ủng hộ cho bà con đang ở trong cái khu vực cách ly, mất việc làm ở trong cái đợt đại dịch lần này. Mà cụ thể đó là ở trong huyện Lương Sơn, gần giáp Hà Nội chúng ta đây. Thì thầy nghĩ rằng cực kỳ là gì? Là ý nghĩa. Và cũng xin qua đây cũng xin tri ân và tán thán công đức tổ đạo tràng của bà Nguyệt và của các Phật tử ở dưới Hà Đông đã phát tâm được hơn 30 triệu để cúng gạo. Lúc nãy có một Phật tử ở Hà Đông cũng gọi điện cho thầy là phát tâm là 1 tấn gạo. Và có mấy Phật tử cũng gọi điện là phát tâm 100 thùng mì và 50 thùng mì. Thì cũng thành tâm thay mặt cho bà con nhân dân huyện Lương Sơn, quê hương của thầy, là cũng ghi nhận công đức và cảm ơn các quý vị. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho các quý vị cùng toàn thể gia đình được cát bảo bình an, một mùa lễ Vu Lan tri ân báo ân được thập phần viên mãn, công đức vô lượng, âm siêu dương khánh. Và đấy chính là câu trả lời đầu tiên của một Phật tử hỏi về ý nghĩa Vu Lan và lợi ích của Vu Lan đem lại cho Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta nói riêng và nhân loại nói chung như thế nào. Thì thầy xin trả lời vắn tắt như vậy. Mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ, chúng ta tiếp thu và chúng ta tu tập cho đúng chính pháp. Bắt đầu từ ngày mai, từ sáng mai, đạo tràng chúng ta tạm dừng tụng chú Đại Bi và kinh Phổ Môn 1 tuần, từ ngày mùng 10 đến hết ngày 17 tháng 7 âm lịch, để chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Và ngày đặc biệt ngày 15 thì tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm trực tiếp, trực tuyến, để các Phật tử chúng ta cộng tu, để chúng ta lấy công đức đó để hồi hướng tri ân báo ân ông bà cha mẹ tổ tiên hiện đời cũng như nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Sang câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con hỏi, mẹ con hàng ngày vẫn tụng kinh Địa Tạng nhưng không tụng ở trên đất nhà đang xây mà ở chỗ đất khác, nhưng mùng 1 mẹ con vẫn về đất đó thắp hương và phóng sinh. Vậy con hỏi, làm như vậy trong lúc đang làm nhà có được an lạc và lợi ích không ạ? Câu hỏi của Phật tử này thầy xin trả lời luôn là được. Dù chúng ta không tụng được ở cái nơi đất đang làm nhà, chúng ta tụng ở nhà để hồi hướng cũng được. Vì chúng ta biết đất đang làm nhà thì công trình vật liệu sắt thép xi măng ngổn ngang ra, chúng ta đến đó tụng làm sao được. Cho nên chúng ta tụng ở nhà chúng ta để hồi hướng là được rồi. Chúng ta chỉ cần tụng cái ngày đến lễ, cái ngày lễ đồng thổ, ngày lễ cất nóc, tức là ngày lễ đồng thổ bắt đầu đầu tiên, cái ngày đầu tiên với đồng thổ và cái ngày lễ gì đổ nóc là được. Và sau này khi làm lễ xong chúng ta làm cái lễ chấn trạch, tức là
mình nói nôm na là cái lễ về nhà mới đó, lễ Trấn Trạch đó. Chúng ta tụng kinh và tiếp tục chúng ta tụng kinh trong vòng 100 ngày sau khi về nhà mới nữa thì là tốt nhất. Còn bây giờ chúng ta cứ ở nhà cũ, chúng ta đang ở này mà tụng kinh hồi hướng là cũng được rồi. Cũng không cứ là mùng 1 ngày rằm là phải đến đó thắp hương phóng sinh tu phúc mới được. Chúng ta đến được thì càng quý, nhưng không đến được chúng ta tụng hồi hướng ở nhà cũng được, phóng sinh ở tại nhà đang ở chúng ta này cũng được cả. Về câu hỏi của Phật tử đấy thì xin trả lời như vậy. Được, cứ thế mà làm, như thế là tốt rồi, không sai đâu. Một Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính chào thầy, thầy hoan hỷ cho con được hỏi ạ. Con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và theo thầy hướng dẫn, gia đình con đã mua được nhà ở sau chợ Sơn Đông. Gia đình con có thỉnh tượng Địa Tạng và được sư ông ở trong chùa ra làm lễ an vị cho. Trước đây chúng con chưa biết đến Phật pháp. Chồng con có mua một bức tượng ở ngoài cửa hàng về đặt cho đẹp. Sau này lên chùa con mới biết đó là tượng Đức Di Lặc. Thầy cho con hỏi bức tượng đó đặt thế nào cho đúng. Gia đình con đặt ở phòng khách có phạm gì không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giảng cho gia đình con. Con xin thành kính tri ân thầy. Qua câu hỏi của Phật tử, thầy cũng hướng dẫn luôn. Nếu mà trong gia đình ban thờ đã có tượng Địa Tạng Bồ Tát rồi, nếu mà trên ban thờ mà còn để được thì chúng ta cái pho tượng Di Lặc mà không quá to thì chúng ta để lên trên ban thờ, chúng ta thờ cúng luôn cho trang nghiêm cũng được. Thì chúng ta nếu mà tượng Địa Tạng cao hơn, to hơn thì chúng ta để đằng sau, tượng Di Lặc cho đằng trước, thấp hơn để đằng trước. Hoặc là tượng Di Lặc mà to hơn thì chúng ta để đằng sau. Cứ pho nào to hơn thì chúng ta để đằng sau, pho bé hơn để đằng trước, pho to hơn chúng ta để đằng sau, cái cao lên một chút. Làm sao mà cái pho đằng trước, cái đầu của ngài vừa đến cái khoảng cổ, khoảng ngực của ngài, ở dưới chúng ta nhìn lên là vừa. Thì cũng không cứ là ngài Di Lặc trước hay ngài Địa Tạng trước, vì chúng ta còn phải tùy thuộc vào cái pho tượng. Ví dụ như pho tượng Địa Tạng mà bé mà chúng ta lại cho đằng sau, pho tượng Di Lặc to mà cho đằng trước nó lấn hết đi thì nhìn nó mất hết cái thẩm mỹ đi. Cũng không nên. Cho nên quan điểm của thầy trong trường hợp này thì hướng dẫn là, trường hợp này hướng dẫn là pho tượng nào to thì để đằng sau và để cao hơn, pho tượng nào bé hơn thì để đằng trước, để thấp hơn, tức là đầu của pho tượng trước đến khoảng độ tầm cổ của pho tượng đằng sau là được rồi. Đấy là trường hợp là trên ban thờ rộng nhé, để được cả tượng cả bát hương. Đấy là kê theo gì? Kê theo một cái trục đi đường thẳng đó. Bát hương xong đến tượng, xong lại đến tượng tiếp đó. Đấy là trường hợp ban thờ rộng. Còn nếu mà không để được kiểu đấy thì có thể Phật tử này để gì? Để sang hai bên. Ở giữa cho cái bộ ảnh Tây Phương Tam Thánh hoặc là ảnh Đức Phật Thích Ca cũng được, thêm cho cái ảnh vào. Còn hai pho tượng Địa Tạng và Di Lặc nếu mà tương đương hoặc 18, 19, 10 gì đó thì kê hai cụ sang hai bên. Đó. Cụ Di Lặc sang bên tay phải của mình hướng vào lễ, cụ Địa Tạng bên tay trái của mình hướng vào lễ. Đó. Đấy, thế là như thế thì để nhìn cái ban thờ nó trang nghiêm hơn. Còn nếu pho tượng Di Lặc mà to quá để lên ban thờ không vừa thì chúng ta để ở dưới tủ cũng được, hoặc để dưới thì cái chỗ cái kệ của bàn uống nước để chúng ta chiêm bái cũng được. Thành tâm nhìn thấy tôn tượng chư Phật Bồ Tát, chúng ta sinh tâm hoan hỷ cung kính hướng thiện thì đó cũng là tốt rồi. Ở đây thì cái trường hợp này thầy xin trả lời như vậy, bởi vì thầy không biết là cái tượng của Bồ Tát của Di Lặc của gia đình nhà Phật tử này là to lớn cỡ nào. Thầy nghĩ là nếu tương đương với tượng Địa Tạng thì hoặc 19, 10, 17, 18, 10 gì đó thì nên để lên trên ban thờ mà hương khói phụng thờ để cúng dường là trang nghiêm nhất. Đó. Thì cách thì lúc nãy thầy bày ra rồi, hoặc là thờ theo chiều dọc theo bát hương, hoặc là thờ theo chiều ngang thì thêm một cái tranh Tây Phương Tam Thánh hoặc là tranh Đức Phật Thích Ca đằng sau nữa. Thì hai vị tượng Bồ Tát này là ở dưới, ở sang hai bên thẳng trục bát hương đi vào, thì đấy là nhìn cũng bắt mắt và cũng trang nghiêm.